giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 6, giảm cùng vàng, dầu thô khi đồng USD tăng mạnh. Giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 6 trong khoảng 42.300 đến 42.800 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê thế giới có phiên cuối tuần cùng giảm khi chỉ số đồng USD tăng mạnh. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.300 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 42.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.700 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.700 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 42.600 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.700 đồng mỗi kg, chưa prong ở Pleiku và Lager dại cùng giá 42.600 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 42.600 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm so với chiều hôm qua, nhưng tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 giảm 26 USD mỗi tấn ở mức 2065 USD mỗi tấn giao tháng 9 năm 2022 giảm 25 USD mỗi tấn ở mức 2079 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 giảm 4,3 cent ở mức 227,65 cent giao tháng 9 năm 2022 giảm 4,4 cent ở mức 227,4 cent Thị trường cà phê thế giới có phiên cuối tuần cùng giảm khi chỉ số đồng USD tăng mạnh. Cùng với đó, đồng ăn của Brazil giảm kích thích nông dân nước này bán hàng nhiều hơn. Ngoài cà phê, vàng và dầu thô cũng giảm trong phiến vừa qua. Giá cà phê còn chịu ảnh hưởng tiêu cực khi tồn kho trên sàn đang tăng. Trước đó, giá cà phê hai sàn đã phục hồi phục trong sự thận trọng của các giới đầu cơ với khối lượng giao dịch chưa cao. Theo báo cáo của Sáp Jame tính đến ngày 14 tháng 6, vụ thu hoạch cà phê 2022-2023 của Brazil chỉ hoàn thành 28% thấp hơn mức trung bình 5 năm là 36%. Đồng thời, có những lo ngại về tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil trong bối cảnh lượng mưa giảm ở Minasai, nơi chiếm khoảng 30% sản lượng Arabica của cả nước. Sản lượng thấp hơn hơn ở Colombia, nước sản xuất Arabica lớn thứ hai thế giới cũng gây áp lực lên giá cà phê. Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia gần đây đã báo cáo rằng sản lượng cà phê từ tháng 1 Tháng 5 năm 2022 của Colombia đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 4,5 triệu bao. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 6, giá tiêu đen Việt Nam tăng, các nước đồng loạt giảm. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 6 trong khoảng 72.000 đến 75.500 đồng mỗi kg. Đầu tháng 6 năm 2022, giá hạt tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng. Tại tỉnh Đắk Lắk đàn nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 75.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết của cộng đồng hồ tiêu quốc tế nhận định, thị trường tuần này phản ứng trái chiều khi chỉ có giá tiêu đen nội địa của Việt Nam tăng, giá tiêu Ấn Độ được ghi nhận có xu hướng giảm trong tuần này. Trong khi đó, do đồng Rupia của Indonesia suy yếu so với đô la Mỹ giảm giá 2%, nên giá tiêu Indonesia cũng có chiều hướng đi xuống. Trong khi đó, theo bản tin thị trường mới nhất của Bộ Công Thương, đầu tháng 6 năm 2022, giá hạt tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng. Năm tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam giảm về lượng, nhưng tăng về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. thì phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 16,62% trong 4 tháng đầu năm 2021 lên 29,03% trong 4 tháng đầu năm 2022 thời điểm hiện tại giá hạt tiêu của việt nam phụ thuộc vào thị trường trung quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu âu và hoa kỳ đã ký hợp đồng đến cuối năm nay doanh nghiệp đã dự trữ đủ lượng hàng để sản xuất và xuất khẩu nên lực mua chậm và yếu hơn so với diễn biến của thị trường dự báo thị trường hạt tiêu toàn cầu sẽ khởi sắc trở lại khi một vài thành phố của trung quốc đã bắt đầu gỡ phong tỏa tuy nhiên giá hạt tiêu thế giới vẫn chịu áp lực do căng thẳng địa chính trị tại đông âu khiến giá năng lượng và lạm phát ở mức cao người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu khiến nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức thấp